Vâng, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Bờm Xe Máy. Và hôm nay mình tiếp tục quay cửa hàng xe máy Phương Nam. Địa chỉ ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại 0977355248 nha. Đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe, đó là TFX hàng nhập. Xe nhập của Yamaha nha các bạn, 150 FI. Đấy, xe thì cực kỳ ngon, chạy bao ok luôn. Máy êm, xe đẹp nhá. Đó, mình sẽ lướt qua một vòng cho các bạn cùng xem này, chiêm ngưỡng nhá. Cửa hàng mình thì có mua bán trao đổi các loại xe, có vận chuyển xe Bắc Trung Nam. Đói, Bắc Trung Nam đều chuyển được hết nha các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Này, xe còn khá là đẹp nha các bạn. Vỏ này, vỏ zin như vỏ zin theo xe luôn nhá. Đấy, xe đẹp. Có két nước làm mát đi xa rất là ok. Hàng nhập này TFX thì các bạn biết đó, chạy bao ngon luôn. Đó, xe cực kỳ đẹp nha. Đấy, vỏ viết còn mới này. Đấy, xe chính chủ nha các bạn, biển số 66B1 35027. Đấy, mua xe này mua về đi thôi, không phải làm gì nha các bạn. Đấy, vỏ lốp dày, nhông xích mới. Đấy, nhông xích còn ok luôn, chạy rất là ngon. Rồi, cực kỳ ok. Rồi, và tiếp sau đây mình sẽ lổ máy cho các bạn nghe. Máy FI đồng hồ. Cái này bô zin nên là nó không có kêu lớn nha các bạn ơi. Các bạn muốn mà kêu to cứ về thay cái bô khoảng 1 triệu bạc nữa là bô nghe hầm hố nha. Máy ngon thì tầm mùa xuân luôn nha. Đấy, đèn điếc sáng trưng này. Đấy, xe cực kỳ ngon nha các bạn. Quá đẹp cho một chiếc siêu phẩm luôn. Giá thì cực kỳ dễ thương thôi. Đấy, các bạn lấy cái này mình để giá dễ thương nhá, có gì alo cho mình. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Và các bạn thì chúng ta sẽ cố gắng đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo, ủng hộ cửa hàng nhé. Ấn đăng ký kênh Bẩm Xe Máy giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý khách.